Đào Đào, con muốn ăn gì cứ tùy ý chọn nhé. Bà nuôi sẽ trả tiền. Tuyệt quá, con muốn ăn cái này, cái này, còn cái này nữa. Đều không được. Trẻ con không được ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, đau bụng đấy. Tuổi thơ mà không có đồ ăn vặt thì không trọn vẹn gì cả. Con hư tại mẹ. Nhìn kìa, ba người nhà họ dung mạo đẹp quá. Đúng thế, nhưng người bố trẻ kia có vẻ nghiêm túc quá. Cười lên nào. Ba nuôi, hay là ba đừng cười nữa được không? Con sợ lắm. Anh làm gì thế? Mẹ nuôi con chỉ có thể ăn đồ ăn ba làm thôi, những thứ khác đều không ăn được. Vì vậy ba phải để lại cái đó. Ăn hết sao? Làm gì vậy? Mẹ nuôi, cây kem người tuyết của con sẽ không tan mất chứ? Vậy bây giờ mẹ sẽ bỏ nó vào tủ lạnh ngay. Thế nào, hôm nay có mệt không? Không mệt lắm. Bố nuôi, con có một bí mật phải nói cho bố biết. Bí mật gì? Lúc bố không cười trông hung dữ quá. Con không thích những nam sinh hung dữ. Con gái đều không thích những nam sinh hung dữ như vậy. Mẹ nuôi cũng không thích. Bình thường bố dữ lắm sao? Có chứ, thỉnh thoảng. Nhưng mà lúc bố kể chuyện cho con nghe không dữ chút nào. Con cảm thấy bố cũng nên kể chuyện cho mẹ nuôi nghe. Hay là con giúp bố một chút nhé. Được, được, nói cho con nghe. Được rồi, kể xong rồi. Có phải con nên đi ngủ không? Mẹ nuôi, con vẫn muốn nghe câu chuyện của công chúa Lọ Lem. Mẹ và bố nuôi cùng kể cho con nghe có được không? Bố nuôi của con chắc ngủ rồi. Đào Đào, uống sữa nào. Được rồi. Bố nuôi, bố đến đây đúng lúc lắm. Mau cùng mẹ nuôi kể chuyện cho con đi. Được rồi. Nào, để bố xem thử. Đừng suy nghĩ lung tung đối với anh. Còn có trẻ con ở đây đó. Em đang xem sách cổ tích mà. Trước đây có một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy có một người mẹ rất độc ác. Và hai người chị có lòng dạ đen tối. Thường bắt cô ấy làm những công việc rất nặng nhọc. Nên người của cô ấy thường rất lắm lem. Mọi người đều trêu cô ấy là nàng Lọ Lem. Người lớn đúng là không dựa dẫm được mà. Mình còn chưa ngủ. Đói bụng quá. Nhưng lúc hai người họ ngủ cả rồi, có thể đi ăn kẹo lén rồi.
Đang mơ sao? Da mềm mại quá. Cảm giác lúc chạm vào chân thật như thế. Đúng là giấc mơ đẹp trăm năm mới có một lần. Chào buổi sáng. Nguyễn Đông Thăng, sao anh lại ở trên giường của em? Đào Đào đâu rồi? Đào Đào, em ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Anh đang nói gì em không hiểu. Em cảm thấy chúng ta có nên sinh một bé gái không? Nếu không anh thấy Đào Đào cứ như thế cô đơn quá. Bé gái gì chứ? Bây giờ sẽ biết ngay thôi. Chú Nghe đến rồi. Con bé sẽ nghe thấy. Thư ký Nghe, cậu đến ngay lúc sáng sớm như vậy, tốt nhất là nên có chuyện quan trọng nào đó. Tổng tài, hôm nay là đại hội tập thể được tổ chức mỗi tháng ở tập đoàn chúng ta. Anh tới trễ nửa tiếng rồi. Sao cậu không gọi điện cho tôi? Tôi đã gọi rồi, nhưng anh đã tắt máy. Được rồi, tôi sẽ đi thay đồ xuất phát ngay. Em đột nhiên nhớ ra hôm nay cũng phải đi công tác trang điểm. Em phải đi trước đây. Bố nuôi, mẹ nuôi. Hai người chẳng phải nói sẽ đưa con đến khu vui chơi sao? Đào Đào, xin lỗi. Bố nuôi với mẹ nuôi hôm nay quên mất có công chuyện. Hay là để hôm khác đưa con đi nhé. Được rồi. Bỏ đi. Người lớn không thể không giữ lời được. Em sẽ từ chối dưới công tác đó. Mẹ đi cùng con nhé. Nhưng mà mẹ nuôi, con nghe mẹ nói công việc của hai người rất quan trọng. Nếu như không đi, không chỉ không thể kiếm được tiền, không mua được đồ ăn ngon và đồ chơi, còn bị người khác nói là tên lừa đảo. Sau này sẽ không còn ai tìm hai người để làm việc nữa. Mẹ con còn nói những thứ này với con sao? Mẹ con cái gì cũng nói với con cả. Con là người chị em tốt của mẹ mình. Tổng tài, cô Eva, hai người đi làm việc đi. Đào Đào cứ giao cho tôi. Tôi dẫn em ấy đến khu vui chơi. Đào Đào, tạm biệt mẹ nuôi đi. Chúng ta phải đến khu vui chơi. Mẹ nuôi, mẹ và bố nuôi mau đi làm đi. Con sẽ đi chơi thật vui vẻ với chú Nghe. Được. Đừng để em ấy ăn quá nhiều đồ lạnh nhé. Yên tâm đi. Đi thôi. Nào, Đào Đào. Thư ký Nghe, tay áo của anh bị dơ rồi. Không sao, tôi cũng không biết bị dính ở đâu nữa. Cô Eva, cô vào trong trước đi. Tôi đưa Đào Đào đi trước. Tạm biệt. Tạm biệt.